biển người xem pháo hoa mở màn du lịch hè Bình Định. Hàng chục nghìn người đến quảng trường Nguyễn Tất Thành, thành phố Quy Nhơn, thưởng thức pháo hoa và âm nhạc khai mạc du lịch hè, tối ngày 8 tháng 6. Lễ khai mạc chương trình du lịch hè 2024 do Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Định tổ chức là sự kiện mở màn cho loạt hoạt động văn hóa, thể thao kích cầu du lịch diễn ra từ tháng 6 đến tháng 8, với chủ đề Quy Nhơn, thiên đường biển, tỏa sáng phát triển. Mở màn chuỗi sự kiện là màn pháo hoa tầm cao, lần đầu tiên được biểu diễn ở thành phố Quy Nhơn, thu hút hàng chục nghìn người dân, du khách. Khu tự bắn pháo hoa ngay bên bờ biển Vần Trăng Khuyết của thành phố Quy Nhơn. Từ đây, khách vừa ngắm pháo hoa vừa có thể chụp ảnh với biểu tượng gành ráng, tiên sa của thành phố. Pháo hoa được bắn ở tầm cao khoảng 200m, giúp người dân Quy Nhơn có thể thưởng thức từ mọi phía. Trong ảnh là góc nhìn từ bờ biển Vần Trăng Khuyết lên núi Bà Hỏa, cửa ngõ thành phố với biểu tượng Quy Nhơn City. Pháo hoa tạo hình ảnh như những đóa hoa tỏa ánh sáng trên bầu trời biển Quy Nhơn. Người dân và du khách thích thú ghi lại những màn pháo hoa. 5 tháng đầu năm, Bình Định ước đón hơn 5,6 triệu lượt khách, tăng 106,1% so với cùng kỳ, doanh thu du lịch ước đạt 15.000 tỷ đồng, tăng 96,9%. Quy Nhơn là một trong ba thành phố du lịch của Việt Nam được nhận giải thưởng thành phố du lịch sạch ASEAN 2024 lần thứ 2 và thương hiệu du lịch Quy Nhơn, Bình Định đã từng bước được khẳng định trên bản đồ du lịch Việt Nam, Phó Chủ tịch Lâm Hải Giang nói và hy vọng chương trình du lịch hè năm nay sẽ tiếp tục thành công. Trước màn pháo hoa, chương trình ca nhạc với phần biểu diễn của các ca sĩ Vicky Nhung, Nguyễn Đình Vũ, Ricky Star tăng nhiệt cho khán giả. Ban tổ chức dùng hàng rào để chia ra các khu vực nhằm đảm bảo an ninh trật tự. Bên bờ biển Quy Nhơn cũng đang diễn ra nhiều hoạt động hút du khách như liên hoan diều. Các sự kiện tiếp theo gồm giải Tết Bồ Thế Giới với sự tham gia của 52 quốc gia, giải chạy Venice Red Marathon Quy Nhơn, kỷ niệm 5 năm ngày có mặt tại Quy Nhơn, với sự tham gia trên 10.000 vận động viên, lễ hội tinh hoa đất biến và chương trình du lịch, điện ảnh và thể thao. Tự hào bản sắc Việt, kỳ vọng sẽ tiếp tục đem lại một năm thành công của du lịch Bình Định. Các bạn hãy đăng ký kênh để cập nhật thông tin miễn phí mới nhất.